Xin mới chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, ngũ sát mang theo thân thể uể oải khoe miệng tràn ra máu tươi đứng ở sau lưng của thiên du ánh mắt nhìn về phía lục thiếu du tràn ngập sự cảnh giác và kiêng kỵ thật sâu thiên du ngẩng đầu nhìn lục thiếu du cô nén sự tức giận trong lòng miệng vẫn mỉm cười mà nói thực lực của lục trưởng môn quả thực là cường hãn thật sự khiến cho ta bội phục tới cực điểm mười thành vốn nên giao cho lục trưởng môn chỉ là tuy rằng ta là trưởng môn của thất sát môn thế nhưng việc hổ thẹn này ta cũng không thể làm chủ được. Mời thành không phải là bình thường, cần được nhị đệ ta đồng ý mới được. Nhị đệ ta gần đây có chút việc bận, không thể phân tâm, bởi vậy mới đặc biệt dặn dò. Nếu như lục trưởng môn có thể phá ngũ tài diệt không trận, nhất định đệ ấy sẽ gặp lục trưởng môn. Nhìn qua lục tiêu du, thiên sung ngừng một lát rồi lại nói. Cho nên, xin mời lục trưởng môn đi theo ta. Sau khi gặp nhị đệ ta, đến lúc đó mười thành thất sát môn ta tuyệt đối sẽ giao cho lục trưởng môn thiên du ta tuyệt đối không có nuốt lời lục thiên du nghe vậy nhíu mày nói vậy thì các hạ dẫn đường đi lục thiên du đồng ý dứt khoát như vậy khiến cho thiên du lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn lục thiên du này đúng là gan dạ hơn người hắn nhìn ngụ sát trong ánh mắt của năm người kia hiện tại cũng tràn ngập một vẻ trùng động một lát sau dưới ánh mắt kiêng kỵ của mấy ngàn đệ tử thất sát môn còn lại trên quảng trường lục thiêu du theo thiên su và ngũ sát rời đi lão nhị trong thất sát không có mặt thiên su và diêu quang lục thiêu du đã biết rõ từ tình huống vừa rồi có thể thấy được lục thiêu du cũng có thể phán đoán ra tên tuổi của bốn người còn lại đại hán mặc áo xanh tu vi thông thiên cảnh trung giai định phong tu luyện áo kỹ thuộc tính mộc có lẽ là lão tam thiên cơ trong thất sát kẻ mặc áo trắng cũng là thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong tu luyện áo nghĩa thuộc tính phong là lão tử thiền quyền người mặc trường bào màu lam tu luyện áo nghĩa thuộc tính thủy là lão cũ ngọc hành lão lục là tu luyện giả thuộc tính thổ bộ dáng giống như 4 đến năm mươi tuổi về phần lão thất diêu quang cũng xem như là người lục tiêu du quen thuộc nhất quần dân liên biên bất tuyệt trong một hạp cốc trình dốc đứng rêu xanh um tùm Thiên Du đánh ra thủ ấn, một thạch bích bóng loáng hiện lên. Đột nhiên, một cửa vào giống như vòng xoáy xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Thiên Du thu thủ ấn lại, nhìn Lục Tiêu Du nói, Lục trưởng môn, đây chính là mật địa của thất sát môn ta. Năng lượng tiên địa trong đó so với bên ngoài nồng đậm hơn không ít. Tuy chẳng kém thế giới bên ngoài, thế nhưng trong thị hoàng thế giới này cũng coi như không tệ. Nơi này chưa từng có người ngoài biết được. Nhị đệ của ta hiện tại đang bế quan trong đây. Mời lục trưởng môn vào đây. Vừa dứt lời, thiên du lập tức vươn tay ra vẻ mời người. Ánh mắt nhìn lục tiêu du, cũng không đoán được lục tiêu du có đi vào hay là không. Dù sao dưới tình huống bình thường mà nói, không có một ai một mình tiến vào mật điện như vậy. Vạn nhất bị mai phục thì chính là cá nằm trong chậu, mặc cho người ta chém giết. Cho nên lúc này, trong lòng thiên su vô cùng hồi hộp. Lục tiêu du nhìn cửa động không gian, trong mắt lén lút hiện lên chút chấn động sau đó tiếp tục mỉm cười mà nói mật địa thất sát môn còn chưa có ai biết qua ta cũng muốn mở mang tầm mắt một phen nói xong lục tiêu du chắp tay và đứng thân ảnh xẹt qua không gian không quay đầu lại mà tiến vào cửa vào trong không gian ấy không chút do dự ánh mắt của thiên su và ngũ sát bên người biến đổi âm thầm cảm thán không thôi can đảm như vậy không phải là người lỗ mãng thì tất là người sáng suốt hơn người. Mà lục tiêu du này tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Ánh mắt có chút chấn động, sau người thiên du nhìn nhau, giống như có chung nhận định. Sau người lập tức tiến vào bên trong, ngũ sát đều đã bị thương, mà Diêu Quang là người thể thảm nhất trong ngũ sát. Trong không gian bật địa của thất sát môn, chìm hót hòa nở, năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm, từng dãy núi liên miên, khắp nơi một mảnh xanh biếc, còn có một dòng sông nhỏ chảy dài qua chân núi. Lục Thiêu Du vừa mới đặt chân xuống mặt địa, đám người Thiên Su đã lập tức xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du âm thầm dùng tâm thần dò xét không gian, trong mắt hiện lên vẻ ngừng trọng. Trong không gian này không ngờ lại có đại trận tồn tại. Lục Thiêu Du cũng không có đoán sai, đồn rằng trong tất sát, lão đại Thiên Su và lão nhị Thiên Tuyền đều là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn lão đại tinh thông luyện đan vào khôi lỗi, lão dị tinh thông trận pháp cùng với không ít thủ đoạn kỳ lạ huyền ảo. khi ở trên quảng trường cắt sát môn, lục tiêu du cũng đã cảm nhận được dấu vết của đại trận. trong này có một ít thủ đoạn nhỏ nhỏ do đạo dị bố trí. nghe nói lục trưởng môn dường như cũng tinh thông trận pháp, một chút thủ đoạn nhỏ ấy có lẽ không đọt vào trong mắt của lục trưởng môn. dường như biết rõ lục tiêu du có thể cảm giác được sự tồn tại của trận pháp trong vật địa thiên Sư lập tức đánh tan sự lo lắng trong lòng của lục thiêu du ta chỉ là hiểu sơ sơ về trận pháp mà thôi trận pháp nơi này sợ rằng không đơn giản lục thiêu du nói xong đối với trận pháp tự nhiên hắn ta có chút đề phòng cũng không dám kinh thường cho dù lúc này trong tiên trụ giới còn có diệu thủ mạc không mạc kình thiên tinh thông về trận pháp thế nhưng lục thiêu du cũng không dám chủ quan lục trưởng môn lại khiêm tốn rồi thiên Xuân nói xong nhìn về phía trước lại nói nhị đệ lục trưởng môn tới rồi nhị đệ còn không mau ra đón khách đi đã sớm nghe thấy đại danh của lục trưởng môn hôm nay rốt cuộc ta cũng được gặp mặt và lúc này ở trong một sơn mạch xanh biếc xa xa đột nhiên có một đạo thanh âm vang vọng thanh âm vừa dứt một đạo thân ảnh giống như thiểm điện xuất hiện phía trước thân ảnh của người này xuất hiện một cỗ linh hồn chấn động nhàn nhạt, nhạt, khuếch tán cả không gian tự nhiên run rẩy người này cũng là một đại hán thân thể cực kỳ mập mạp trình độ mập mạp khiến cho lục tiêu du nhìn phải há hốc mồm quả thực béo đến mức giống như một viên thịt so với bản xấu hỏa thượng còn béo hơn nhiều khuôn mặt rất tròn con mắt ở trong thịt nếu như không nhìn kỹ mà nói có có thể nhìn thấy mắt của người này nằm ở vị trí nào tu điện giả áo nghiện linh hồn thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi, trong tâm thần của hắn đã phát hiện ra tu vi và thi tức của người này tuyệt đối đã đạt tới thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Đại hắn mập mạp này có bộ tóc rất dài, lại có chút mất trật tự, rối tung, y phục cũng như vậy. Người này nhìn Lục Thiêu Du, sau đó lại nhìn đám người khai dương, ngọc hành, thiên quyền, kinh ngạc nói. Lão Tam, Lão Tử, ngũ tài diệt không trận của các ngươi mà cũng không chiếm được chút tiện nghi nào hay sao? Không, một chiều đã bị thua, hai chiều đã bị trọng thương rồi. Lão Tam thiền cờ nói. Nghe vậy đại hắn mập mạp, lập tức nhìn lục thiêu du, tình quang trong mắt hắn bắn ra mà nói. Không ngờ tu vi của lục trưởng bôn lại tới tình trạng như vậy. Ta cũng muốn biết một chút thực lực của lục trưởng bôn, không bằng lục trưởng bôn lại thử thất tình thiền sát trận của bảy huynh đệ chúng ta một chút. Vừa dứt lời, đại hán mập mạp nhìn thiên du rồi nói đại ca ý tứ của huynh ra sao thiên du vẫn luôn mỉm cười lên tiếng nói ta cũng là có ý này vừa rồi nhìn thấy lục trưởng môn phá ngũ tài diệt khổng trận trong lòng cũng có chút ngứa ngáy cũng mong lục trưởng môn thỉnh giáo một hay <laughs> thật sạt môn định xà luận chiến sao đánh hội đồng ta phải không lục tiêu du nghe vậy nhíu mày tiến vào trong mật địa này lục thiêu du đã biết Thất sát môn sẽ không đơn giản, giao cho hắn 10 thành như vậy. Xem ra, đám người Thất sát môn này đã có dự định từ trước, mà trước khi tới đây, đám người Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa đã từng cố ý nói cho hắn, thất sát này dựa vào trận pháp mà đổi danh. Ở trong tỷ hoang thế giới này, coi như là mấy cường giả trong thế lực nhất lưu cũng khó có thể làm gì được thất sát. Lục trưởng môn hiểu lầm rồi, bài huynh đệ chúng ta chỉ thuần túy xin lục trưởng bồn thỉnh giáo mà thôi. Mặc kệ thắng thua thế nào, cuối cùng mười thành sẽ giao cho lục trưởng môn. Thiên Du vẫn mỉm cười nói. Vậy thì mời lục trưởng bồn thỉnh giáo. Thiên Du còn chưa nói xong, Thiên Tuyền lập tức mập mạp đã nhịn không được mà lên tiếng. Bố trí tất tình thiền sát trận. Thật sát đồng thời nhảy ra, bảy người bắn ra bảy phía, dùng tốc độ nhanh như tiềm điện, tạo thành một trận pháp giống như tất tình bắt đầu dùng tiên du làm đầu, diêu quang làm đuôi, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, các loại ao nghĩa tràn ngập. Bảy người tương liên, cả không trung ầm ầm vang vọng, hội tụ lại, tạo thành một cỗ khí tức sát phạt, phù thiền cái địa lan tràn ra chung quanh. Cả không trung bây giờ run lên, thật sát đều tự mình đánh ra thủ ấn huyền ảo, áo nghĩa và quang mang thuộc tính tương liên. Quanh thân bảy người, lập tức có quang mang trói mắt ngưng tụ. Quang mang ngưng tụ, bành trướng thành bảy đạo đao mang, lớn trên vài trăm thước. Bảy đạo đao mang bằng năng lượng, mang theo quang bằng sáu loại áo nghĩa phóng ra. Có hai thành đại đao bằng linh hồn, năng lượng linh hồn tàn sát bừa bãi chung quanh. Trong lúc bờ hồ, không gian rùng chuyển, chung quanh đại đao bằng hòa diễm nóng bỏng vô cùng. Hòa diễm bốc lên, không gian chung quanh đại đao bằng băng đóng băng lại. Không gian chung quanh đại đao bằng thuộc tính thổ nặng nề không ngớt. Chung quanh đại đao bằng thuộc tinh phong, gió thổi mạnh không ngừng cuồng phòng rít gạo quang mang chung quanh đại đao thuộc tinh mộc đại thịnh sinh cơ ảm đạm thôn phệ tất cả sinh cơ chung quanh sau khi ngưng tụ ra bảy thanh đại đao bằng năng lượng ánh mắt của thất sát lạnh lẽo uy năng trên người kéo lên mấy lần cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén uy áp mênh mông bao phủ cả không gian quang mang bao phủ chung quanh bảy thanh đại đao viên đất không gian đen kịt dường như lại xuất hiện uy năng thật là mạnh thật tình thiên sát trận này đủ để đối kháng với đại đạo cảnh sơ dai. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chính thức ngưng trọng, cảm nhận khí tức sát phạt trên không trung. Thật tình thiền sát trận này quả thực có chỗ bất phàm. Thật sát này liên thủ khiến cho uy năng lúc này có thể khống chế lại người có tu vi đại đạo cảnh sơ dai. Trong giấy mắt ngắn ngủi, Lục Tiêu Du ở giữa không trung không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Bảy thanh đại đao bằng năng lượng cùng với thân thể thất sát nhanh như thiểm điện phóng về phía trước giống như sấm sét phóng thẳng về phía lục tiêu du bảy thanh đại đao mang theo khí thức sắc bén tạo thành một tấm lưới lớn bằng đao mang cùng với các loại năng lượng áo nghĩa lập tức bao phủ lấy lục tiêu du thời gian thác loạn lực lượng thời gian của lục tiêu du lan tràn ra thành linh khải giáp hình thái thứ nhất xuất hiện khi bảy đại đao mang mang theo ký thức sắc bén sát phạt chém nát hư không chung quanh thì thân thể của hắn đã quỷ dị biến mất tại chỗ Bài đạo đao mang sắc bén, lạnh lẽo, mất đi mục tiêu. Thế nhưng dường như lại phát hiện ra mục tiêu, cho nên lần nữa lao thẳng tới. Không gian bị xe rách, tạo thành vết nứt đen kịt, đao mang tràn ngập không gian. Trong một vết nứt không gian đen kịt, thân ảnh lục tiêu du như quỷ mị, phá không mà ra. Thật tình thiền sát trận, dùng bắt đầu tất tình thế trận, sát phạt lạnh lẽo, uy năng tăng vọt, quả thực là cường hãn. Lần nữa phát không mà ra, Lục Tiêu Du đạp chân và đứng trên không trung. Ánh mắt rất là ngưng trọng. Nếu không phải hắn có áo nghĩa thời gian và áo nghĩa không gian, muốn đối phó với thất tình thiền sát trận này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vừa dứt lời, lòng lần bao phủ cánh tay, một đoàn huyết quang mang, bây giờ mang theo tiếng long ngâm xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Huyết lục hiện hiện, quang mang lan tràn, dưới quang mang huyết sắc, bị văn quanh quẩn, thân đào hơi vảnh, hoàn mỹ động lòng người, sát khí tràn ngập không trung khiến cho mọi người nhìn vào tim không khỏi đập nhanh bảy người một lần nữa lao thẳng về phía lục tiêu du bảy đạo đao mang bằng năng lượng thuộc tính phá không mà ra lần nữa chém thẳng về phía lục tiêu du dưới sau loại năng lượng áo nghĩa không gian vạn vẹo uy năng tràn ngập thiên địa thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ lục tiêu du vung tay lên trong sát na nguyên lực thuộc tính thủy bàng bạc phù thiên cách địa tuôn ra lao ngục thời không bằng năng lượng thuộc tính tổ xuất hiện không gian run rẩy giống như cả chín tầng trời cùng run rẩy uy năng đã kéo lên tình trạng ngút trời trong chốc lát cả không gian giống như cứng lại bài đạo đao mang bằng năng lượng áo nghĩa giò thất sát chém ra lao vào trong không gian này trực tiếp bị ngăn trở không gian run rẩy không ngừng đao mang sau đó từ từ phai nhạt cả không gian dường như mất trọng lượng bên trong xen lẫn một cỗ đinh hồn lực mênh mông lực lượng không gian lực lượng thời gian cùng với các loại áo nghĩa khác áp chế xuống lòng ngục thời không nhanh chóng lan tràn ra chung quanh cả không gian dưới năng lượng đáng sợ như vậy bắt đầu vặn vẹo bày đạo đao mang do thất sát ngừng tụ giống như bị lực vạn quân hùng hằng áp chế bị ảnh hưởng không ít lòng gục thời không thuộc tính thổ của lục tiêu du lại làm ảnh hưởng tới bảy người thế nhưng thất tình thiên sát trận có thể làm ảnh hưởng tới lục tiêu du thất tình thiên sát sát phạt tất cả thật sạt hét lớn, thủ ấn lần nữa đánh xuống, uy năng trong đào mang bằng năng lượng áo nghĩa, giống như đột nhiên lần nữa tăng mạnh, thoát khỏi sự khống chế của lục thiêu du. Trung quanh thất tình thiền sát trận của bảy người cũng tự thành không gian, giống như không hề có một chút nào ảnh hưởng dưới lao ngục thời không thuộc tính thổ của lục thiêu du. Quang mang trên bài đạo đao mang bây giờ đại thịnh, mang theo khí thức sát phạt, đột nhiên bộc phát giữa không trung, giống như đụ quét đao mang bằng theo khí thức sát phạt vô thiên cái địa cùng với tiếng rít chói tai lần nữa phóng về phía lục tiêu du huyết đục nắm trong tay tiếng đào bình giống nhìn long ngâm vang vọng ánh mắt lục thiêu du trầm xuống thân thể kéo dài qua không gian cả không gian tràn ngập kim quang rực rỡ gió nổi mây phun khí tức sắc bén lạnh lẽo cùng lan tràn ra toàn bộ thiền địa duyện kim hồn đao mắt nhìn bài đạo đao mang bằng năng lượng áo nghĩa đánh tới huyết lục trong tay lục thiêu du không chế năng lượng thuộc tính kim trong tiền địa. Trong sát na, bổ ra một đao. Đao mang mang theo đường vòng cung huyền ảo, khí tức sắc bén, lạnh lẽo, xẹt qua không trung. Bên trong ẩn chứa, linh hồn lực, không chỗ nào không có. Năng lượng mênh mông đè nén không gian, khiến cho cả không trung run rẩy giống như sắp sụp đổ. Khí tức sắc bén, lạnh lẽo, phù thiền cái địa trút xuống không gian. Hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, hàn băng hồn đao, quỷ mộc hồn đao từng tiếng quát nhẹ từ trong miệng của lục tiêu du truyền ra huyết lục bổ ra từng đạo đao mang về phía trước từng đạo đao mang cắt vỡ đất đèn kịt trong không gian cơ hồ tất cả đao mang va chạm vào một chỗ không gian cực lớn đột nhiên điên cuồng vạn vẹo cả không gian tràn ngập đao mang màu vàng phù thiền cai địa thật tình thiền sát đại trận của thất sát cũng tuyệt đối cường hãn vô cùng lục tiêu du xuất ra huyết lục tăng thêm áo nghĩa thời gian và không gian cùng với đan điền khổng lồ và các loại áo nghĩa khác. Thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ mình, đồng thời còn rơi vào thế hạ phong, càng ngày càng chật vật. Dù sao đối phương cũng có bảy người, mà lục tiêu du chỉ có một mình mà thôi. Công kích của thất sát ngày càng lạnh lẽo, lục tiêu du càng ngày càng chật vật. Dù sao tu vi của hắn chỉ là thông thiên cảnh sơ dai. Nếu như lúc này tu vi của hắn là thông thiên cảnh trung dai mà nói, lục tiêu du có thể nắm chắc thu thập được thất tinh thiên sát đại trận mà thất sát liên thủ tạo ra. Giờ phút này, Lục Thiêu Du cũng đã thực sự cảm nhận được sự đợi hại của thất tinh thiên sát trận. Khó trách, có không ít cường giả trong tỷ hoàng thế giới đều cực kỳ kiêng kỵ thất sát này. Dựa vào thất tinh thiên sát trận này, quả thực người có tu vi đại đạo cảnh sơ dai bình thường cũng không có cách nào làm gì được thất sát. Lúc này Lục Thiêu Du rung động, thất sát còn trùng động hơn hắn nhiều. Rõ ràng, lục tiêu du chỉ có tu vi thông thiên cảnh sơ dai, thế nhưng thực lực hơn hẳn thông thiên cảnh sơ dai bình thường, căn bản không thể so sánh. Nếu như thông thiên cảnh sơ dai bình thường so với lục tiêu du mà nói, quả thực là gặp dân chơi. thật sát hiểu rất rõ uy lực của thất tinh thiên sát trận, coi như đã đối mặt với đại đạo cảnh sơ dai. Dựa vào thất tinh thiên sát trận này, bài huynh đệ bọn hắn tuyệt đối sẽ không bị thua. Thế nhưng lúc này, bài huynh đệ bọn họ chỉ hơi chiếm chút thượng phong mà thôi. Muốn làm gì được lục tiêu du, căn bản là chuyện không có khả năng. Dùng tu vi thông thiên cảnh sơ dai, lại có thể chống lại trận pháp thất tình thiền sát trận hợp kích của bài huynh đệ bọn họ. Chuyện này khiến cho thất sát vô cùng kinh ngạc. Nhìn thích lục tiêu du, thi triển ra vô số ao nghĩa, càng khiến cho thất sát tỏ ra khiếp sợ không thôi. Thất tình thiên sát trận quả nhiên lợi hại, tai hạ cam bái hạ phong tay của lục Tiêu du lần nữa đánh trong một đạo quỷ mộc hồn nào thân thể trực tiếp lui về phía sau cũng không muốn tiếp tục ra tay từ trong công kích của đối phương lục Tiêu du cũng không nhận ra được đám người thất sát này chỉ luận bản với hắn lòng cục thời không thuộc tính thổ bao phủ chung quanh thân thể tăng thêm áo nghĩa thời gian và không gian lục Tiêu du muốn thoát thân cũng không phải là việc khó cho nên thân thể hắn nhanh chóng lùi lại chỉ tiếc rằng thật sát lại không muốn dừng tay. Bảy người tạo thành trận pháp hợp kích, lần lượt lao thẳng về phía lục tiêu du. Một cỗ khí thế sát phạt lan tràn, rõ ràng muốn đem lục tiêu du đánh chết. Thật sát, xem ra mục tiêu chính thức của các ngươi là giết chết ta. Xem ra ta đã mắc lừa. Lục tiêu du mở miệng, huyết lục trong tay lại không có nhàn rỗi mà đánh ra từng đạo đao mang. Hùng hằng giao phong với bảy đạo quang mang bằng năng lượng áo nghĩa do thất sát ngừng tụ đào mạng phù thiên cách địa bắn ra, cắt nát không gian, tạo thành từng vết nứt đen kịt. Vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn rồi va chạm vào nhau. Tất cả không gian hóa thành mảnh vỡ hỗn loạn vô cùng. Đứng đầu thất tình thiền sát trận, trong áo nghĩa linh hồn, khuôn mặt luôn tươi cười của thiên du, rốt cuộc cũng thù liễm, sát ý trong mắt bắn ra nói. Lục thiêu du, người quả thực rất gan dạ. Nếu như là bình thường, bài huynh đệ chúng ta tuyệt đối sẽ không muốn đối phó với người. Chỉ tiếc lần này, người không thể không chết. Bài huynh đệ ta chưa bao giờ làm chuyện thất hứa. Thế nhưng lần này quả thực rất bất đặc dĩ. Thế nhưng người yên tâm, nề mặt ngươi, thật sạch mồn ta tuyệt đối không động tới phi linh bồn của người. Thiên dù nói xong, bài đạo đao mang lần nữa dùng xu thế huyền ảo đánh ra khắp nơi, trực tiếp bao phủ về phía lục thiêu du. Lục thiêu du đành phải huy vũ huyết lục, đánh ra từng đạo đao mang ngay tiếp đà màng giao phong cả không gian bị phá hủy quang mang huyết sắt trói mắt cùng với quang mang các loại năng lượng áo nghĩa từ trên không trung bắn tứ tung kinh phong khủng bố tới mức tận cùng hóa thành cơn lốc từ trong không gian nghiền nát lan tràn ra chung quanh chẳng lẽ thật sạch các người cho rằng có thể đánh chết được ta hay sao lục tiêu du hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn thật sạch từng bước đưa hắn tới đây ngũ sát trên quảng trường chỉ là thăm dò thực lực mà thôi mà vào trong không gian mật điện này mới chính thức muốn đánh chết hắn. Trong lòng của lục tiêu du biết hết, chỉ là hắn muốn nhìn xem cuối cùng tất sát này có thực lực gì để đánh chết mình hay mà không thôi. Không vào hàng cọp sao bắt được cọp con. Thật sát muốn đánh chết hắn, lục tiêu du làm sao không có ý định của mình cơ chứ. Không đói tới át chủ bài trên gợi. Trong thiên trụ giới, còn có diệu thủ mạc không mặc kình thiên. Hôn chỉ bản thân của hắn còn có lực lượng khác bằng không tại sao Lục Thiêu Du lại một mình xông vào. Lục Thiêu Du cũng không có ngốc, đồng thời hắn tuyệt đối không tự cao tự đại. Tạm biệt người có áo nghĩa thời gian và không gian, nếu như ở bên ngoài muốn người chạy trốn, thế thì dùng thực lực của ngươi bây giờ, bài huynh đệ chúng ta quả thực không có cách nào làm gì được ngươi. Chỉ tiếc rằng la gan của ngươi quá lớn, khó tránh khỏi tự đại. Một khi tới mật địa này, người căn bản không trốn thoát được cho nên khó tránh khỏi cái chết. Tiên Du mở miệng lên tiếng nói, thật sát cũng không dừng công kích, từng đạo công kích sắc bén đều bổ về phía của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du dựa vào long ngục thời không cùng với áo nghĩa không gian, thời gian, tung hoành trong thất tinh thiên sát trận của bảy người. Trong đôi mắt đen kịt, có hàn mang bắn ra, trầm giọng nói. Chỉ bằng vào bảy người các ngươi muốn đánh chết ta, dường như là chuyện không có khả năng. Ngũ sát bị thương, sợ rằng thất tinh thiên sát trận này của các ngươi cũng không duy trì được đâu. Trong vật cảnh này, có lẽ bố trí lục hậm thất tinh trận. Thế nhưng, nếu như ta suy đoán không sai, muốn làm được tất cả, các ngươi phải cùng mở một trận pháp. Uy lực có lẽ không kém thất tinh thiên sát trận của các ngươi bao nhiêu. Xem ra các ngươi căn bản không giết được ta. Ta không chết, bài ngân các ngươi sẽ rất thể thảm đấy. Lục tiêu du vừa dứt lời, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên sát ý, hàn ý lạnh lẽo từ quanh thân lan tràn ra. Lục thiêu Du đã sớm biết, thật sát này sẽ không đơn giản giao cho hắn mười thành như vậy. Giờ phút này, rốt cuộc lục tiêu du đã động sát ý, không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Đường theo át chủ bài trên người, lục tiêu du mới dám một mình đi vào trong thất sát một. Cảm nhận được sát ý trên người lục tiêu du, thân thể của thất sát thoáng tỉnh trẻ. Cổ sát khí này khiến cho trong lòng bọn họ tự dưng trở nên rùn sợ. Lục Thiêu Du không thể không nói, người quả thực là nhân tài. Bài huynh đệ ta vốn không muốn làm khó dễ ngươi. Nếu như để cho ta lựa chọn, hơn phân nửa ta sẽ đảm thân với người một chút. Sớm muộn gì, người cũng không phải là vật trong ao. Chỉ tiếng có người muốn người chết. Cho nên ngày hôm nay, người không thể không chết. Đừng trách bài huynh đệ chúng ta. Sau khi người chết, thiên sư ta kính trọng ngươi, Nhận định không làm khó vì linh bồn của ngươi. Thiên sư nhào nhào mắt rồi nói thanh âm vượt dứt thân thể thất sát vòng qua phòng lại mọi người tiếp tục đứng theo phương vị của thất tinh thiên sát trận giống như bảy thanh đại đao bằng năng lực áo nghĩa lăng không đứng ở chỗ đó khi tức sát phạt lạnh lẽo uy năng khiến cho cả thiên địa run run ai muốn ta chết chẳng lẽ các ngươi bị người khác sau lưng sai khiến toàn thân của lục tiêu du được lần phiến màu vàng bao phủ tay cầm huyết lục sau lưng gió nổi mây phun kim quang rực rỡ khi tức sắc bén mà lạnh lẽo. Nghe thấy lời nói của thiên su, trong lòng của lục thiêu du càng thêm gừng trọng. Kinh khí, nhìn khí thế, thần toàn thân của lục thiêu du, ánh mắt của thất sát đều gừng trọng không thôi. Bài người thật không ngờ, thực lực của lục thiêu du lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Đặc biệt là thiên su, so với trong tin tức mà hắn nhận được hoàn toàn không giống nhau. Mắt nhìn lục thiêu du, trong chủ vị của thất sát thiền tình trận thiền thù ngẩng đầu nhìn lên trên không trung rồi hét lớn: dạ, soát công phụng mời người ra tay giúp chúng ta đánh chết tên lục tiêu dù này. rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi sao? lục tiêu du nhìn lên không trung, hắn đã sớm cảm giác được trong vật địa này còn có khí tức tồn tại, còn không chỉ có một người. bằng không hắn cũng không có hạ sát thủ. ai ra? chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. phía xa xa trên không trung một đạo thanh âm giống như u hồn vang vọng lập tức có hai đạo thân ảnh chớp động, đột nhiên xuất hiện trên không trung, một nam một nữ. Nữ thì khuôn mặt tái nhợt, xám như tro tàn, có một vết thẹo dài kéo dài bên mặt, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hai mắt của nàng đen kịt, nhìn qua giống như là máu tươi, vô cùng quỷ dị. Bên người của nữ nhân khủng bố này còn có một người thanh niên, bộ dáng chừng hai chục tuổi, thế nhưng thân thể lại giống như tiểu đồng, thân thể cũng giống như trẻ con ánh mắt vô thần lại thành tịnh, sáng ngời, đôi mắt đèn kịt giống như ngôi sao sáng nhất trong màn đêm, khí tức suy yếu giống như bị bệnh lâu ngày. Lục Tiêu Du nhìn hai người này, ánh mắt nhảy lên, không ngờ hai người này tới thất sát môn. Khó tranh, thất sát của thất sát môn lại cho rằng có thể đánh chết được hắn. Nếu như dưới tình huống bình thường, bản thân của hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua hai người, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, trong khi đảo qua trên người tiểu đồng dị dạng kia ánh mắt của lục tiêu du hơi chấn động lập tức nhìn nữ nhân kinh khủng kia rồi nói thì ra là ngươi, âm mình giả xoa nhìn thấy lục thiêu du nhận ra âm mình giả xoa âm mình giả xoa cũng nhận ra lục thiêu du Bài người thất sát đều cảm thấy ngoài ý muốn mẫu thần người này có lẽ hơi khó đối phó đấy thanh niên dị dạng kia nhìn con lục thiêu du rồi lập tức nói với âm mình giả xoa trận pháp kia không thể trói buộc được người này. Thực lực của người này dường như so với lần trước còn mạnh hơn nhiều. Âm bình giả xoa kẻ vỗ bả vai của thanh niên dị dạng này rồi nói. Thái à, người lùi ra xa một chút, chuyện chúng ta đã đáp ứng, đương nhiên phải làm. Thanh niên dị dạng nghe vậy kẻ gật đầu, lại liếc về phía lục tiêu du, dường như muốn nói gì đó. Thế nhưng lại không mở miệng nói tiếp, mà trực tiếp lùi sang một bên. Bản thân của thanh niên dị dạng này dường như cũng có thực lực cấp độ hậu thiên, tương đương với đế giả nhất trọng trên đại lục linh vũ. Tiểu oa nhi thi triển độc công bên cạnh người đâu rồi, nếu như có mặt nàng ta ở đây, có lẽ hôm nay thật sát môn không có cách nào mà làm gì được ngươi. Thế nhưng hôm nay tiểu oa nhi kia không có mặt, sợ rằng người sẽ phải chết. Âm minh giả xoa nhìn lục tiêu du, tâm thần dò xét bốn phía, không có khí thức của màn linh yêu nữ, lúc này nàng mới yên tâm nàng ấy đang bế quan cho nên ta chỉ có thể tự mình tới âm mình dạ xoa sao ngươi lại ở thất sát môn ánh mắt của lục tiêu dung ngưng trọng hắn thật không ngờ con át chủ bài mà thất sát môn sắp xếp đối phó với hắn lại là nữ nhân khủng bố như âm mình dạ xoa này từ trong miệng bà linh yêu nữ lục tiêu dù biết rõ âm mình dạ xoa này là nhân vật cực kỳ khó dây dưa lục trường mặt lúc nào cũng tận mắt nhìn thấy thực lực của nữ nhân này đã vô cùng khủng bố. Âm minh dạ xoa nhìn qua lục tiêu du, trong đôi mắt hõm sâu, dường như có máu tươi tùy thời chảy ra, miệng lại nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có chút bổn sự đấy, dù sao, người cũng sắp chết rồi, nói cho người cũng không sao cả. Thật sát môn có thể duy trì tính mạng cho thái A con của ta, cho nên ta ở lại thất sát môn. Lục tiêu du nghe vậy, ánh mắt lần nữa đảo qua thanh niên dị dạng nói. Nhị tử của người bị làm sao vậy? Lục Tiêu Du, giả dạ soạn đại nhân hiện tại là cung phụng của thất sát môn ta, có giả dạ soạn đại nhân và chúng ta liên thủ, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Thiên Du nhìn âm bình giả dạ soa và Lục Tiêu Du nói chuyện với nhau, dường như hắn không muốn nhìn Lục Tiêu Du và âm mình giả dạ soa nói quá nhiều chuyện, cho nên mới lên tiếng. Dứt lời, khi thế trên người lan tràn ra, định lần lượt động thủ. Lục Tiêu Du, hôm nay không có nữ oa nhi kia, không ai có thể cứu được người nữa, âm bình giả dạ xoa hành động đầu tiên, thân thể gầy gò giống như què quỷ ghé lên một cái, lập tức xuất hiện trước người lục tiêu du. Bàn tay khô héo như da bọc xương duỗi ra, một đạo trào ấn được ngưng tụ, mang theo khí thức âm hẳn gập trời, trực tiếp phóng về phía lục tiêu du. Đối mặt với đạo trào ấn của âm bình giả dạ soa này, lục tiêu du lại không có ý tứ tránh né, ngược lại quét miệng con nờ đụ cười lạnh lẽo, bàn tay run lên. Một vần giống như nhận trữ vật lờ lửng, một cỗ khí tức khiến cho thời không tác loạn lan tràn gợn sóng nhộn nhạo một đạo thân ảnh nhanh như tiềm điện xuất hiện trước mặt của âm bình dạ xoa không ngờ đường đường là âm minh dạ xoa lại tới thị hoàng thế giới nghe nói âm bình dạ xoa ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa âm minh áo nghĩa này vô cùng quỷ dị ta cũng muốn thử một chút đạo thân ảnh này có mái tóc dài xõa tới vai hai mắt sáng ngời thân thể đáp xuống trường bà bầu xám run lên một vết nứt không gian đen kịt lập tức lan tràn ra chung quanh. Về đất không gian đèn kịt lan tràn ra trên không trung, chấn nát đạo trào ấn của âm binh dạ xoa. Ánh mắt khủng bố của âm binh dạ xoa lập tức biến sắc, thành âm giống như u hồn mà vang vọng. Người là người phương nào? Kẻ bất tài này thường được người ta gọi là diệu thủ mà không, Mạc kình thiên. Người vừa mới xuất hiện đạp không và đứng, khi độ bất phàm, miệng mỉm cười nhìn qua âm binh dạ xoa không có bị khuôn mặt khủng bố của nàng dọa cho sợ đây chính là diệu thủ bạc không mà kình thiên luôn ở trong tiền trụ giới mà ngay trong lúc vừa rồi tâm thần của lục thiêu du đã thông tri cho mạc kình thiên biết chuyện đang xảy ra bên ngoài cho nên đối với chuyện bên ngoài trong lòng của mạc kình thiên đã biết rõ diệu thủ mà không mà kình thiên à âm minh giả soa dường như đang suy nghĩ cái gì đó người này dường như nàng đã nghe nói qua thế nhưng lại không quá quen thuộc Bình thường nàng cũng không ra ngoài nhiều Nếu không phải lúc trước Đại chiến một hồi Người biết rõ âm minh dạ xoa Sợ rằng cũng không có mấy ai Thành viên dị dạng kia Giờ phút này đi tới bên người âm minh Nhìn chiếu mạnh mà nói Mẫu thần Người này là người của Phong Vân Sơn Nữ nhân dùng độc công khi trước Nếu như Hải Nhi suy đoán không sai Có lẽ nhất định là ma linh yêu nữ Người của Phong Vân Sơn à Các người là người của phong dân sơn sao nghe thấy bà chữ phòng vân sơn rốt cuộc âm mình dạ xoa cũng đã nhớ ra ánh mắt lạnh lẽo lần nữa biến hóa không ít diệu thủ mà không mà kình thiên không xong rồi thật sạch nghe thấy mấy chữ diệu thủ mà không mà kình thiên thì sắc mặt lập tức khó coi danh tự của diệu thủ mà không mà kình thiên đương nhiên bọn họ biết rõ cũng rất rõ thủ đoạn khủng bố của người này có thể ép người sống tới bị điên quả thực sống không bằng chết, ai cũng không muốn trêu vào người biến thái như vậy. Thật sát cũng thật không ngờ, bên người của lục tiêu du lại có nhân vật khủng bố như diệu thủ mạc không mạc Kình thiên. Khó tranh, dám đơn tường độc mã xông vào mật địa thất sát môn, hóa ra người ta đã sớm có sắp xếp. Kinh thiên huynh đệ, âm mình dạ xoa này giao cho ngươi, ta đối phó với thất sát kia. Lục Thiêu Du tự biết mà Kình Thiên muốn đối phó với âm bình dạ xoa này tuyệt đối không thành vấn đề về thực lực của mạc kình thiên dường như so với mạt linh yểu nữ còn mạnh hơn âm mình dạ xoa này không thể làm gì được mạt linh yểu nữ đương nhiên càng không phải là đối thủ của mạc kình thiên không thành vấn đề mạc kình thiên nhẹ nhõm đáp ứng lục thiêu du anh băn khẽ đảo không quên nhắc nhở lục thiêu du đến lúc đó đừng quên chuyện đã đồng ý với ta có cần ta tiện tay diệt ra hỏa chủ trận thất tình hay không thật tình thiền sát trận cũng không kém, người hiểu rõ nó cũng không nhiều lắm. Không cần đâu, bài người này giao cho ta đối phó là được rồi. Lục tiêu Du lắc đầu, nhìn thất sát, sát ý trong mắt bắn ra. Sau đừng thất sát này, dường như còn có người khác. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du bất an, nhất định phải tìm ra nhân vật phía sau. Thậm chí Lục tiêu Du còn có chút hoài nghi là người liệt hỏa môn. Dù sao cựu nhân của hắn trong thị hoàng thế giới này cũng không có nhiều nhìn thấy lục thiêu du không muốn mình hỗ trợ ánh mắt của mạc kình thiên khẽ đảo vội vàng nói thật sát này dường như cũng khó đối phó đây nếu như cần giúp đỡ người cứ lên tiếng nếu như lúc đó cần đưa cho ta một ít thứ tốt do sư tổ lưu lại là được lục thiêu du nói âm minh dạ xoa này cũng không phải dễ trêu vào người nên chú ý tới bản thân mình thì hơn trong một tiểu thế giới như thị hoàng thế giới kinh thật ta cũng không có cách nào làm gì được âm minh dạ xoa thế nhưng âm minh dạ xoa này tuyệt đối cũng không làm gì được ta mà kinh tiên nói xong nhìn âm minh dạ xoa lại nói âm minh dạ xoa không bằng chúng ta cũng không cần động thủ nhìn bọn chúng động thủ được rồi người cảm thấy như thế nào chuyện ta đã đồng ý thì nhất định phải làm cho bằng được thất sát này không thể chết ta tuyệt đối sẽ không để cho thất sát bị người khác giết được gò má của âm bình dạ xoa run run, khuôn mặt co trúng, vết xẹo rùng động, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi sờn da gà. Vậy thì bỏ đi, ta cũng đang muốn biết áo nghĩa của âm bình dạ xoa ngươi rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu. Mặc kính tiên nói xong, thân ảnh chợt lóe lên, áo nghĩa không gian phóng ra, thân thể nhanh như thiểm điện đi tới trước người âm bình dạ xoa. Thái A à, lùi về phía sau. Thân ảnh của âm bình dạ xoa không lùi mà tiến tới, giống như sợ, làm thanh niên bên người bị thương. Thanh âm giống như u hồn, khiến cho người ta sợ hãi vang vọng. Hàm răng đen, cao thấp không đều, lộ ra giống như lệ quỷ. Nguyên lực âm binh bắt đầu khởi động, thân thể giống như quỷ dị, hùng hăng đánh vào một đạo trào ấn xe rách không gian về phía mạc kinh thiên. Trong nháy mắt, hai người trong sát na giao thủ vào một chỗ. Thanh âm trầm thấp, bạo liệt vang vọng, khí thức lạnh lẽo kinh người, cùng với ao nghĩa linh hồn, ao nghĩa không gian nghĩa thời gian quét tán kinh khí khủng bố tạo thành một vòng tròn quét qua không gian lục tiêu du nhìn mạc kình thiên và âm bình dạ xoa giao thủ lục tiêu du không có chút lo lắng cho mạc kình thiên ánh mắt nhìn về phía tất sát hàn ý tuôn ra sạt y làn tràn mà nói thật sát hiện tại tới phiền các người lục tiêu du đừng tưởng rằng người có giúp đỡ là có thể làm gì được bảy huynh đệ chúng ta muốn giết người bằng vào bảy huynh đệ ta vẫn có thể làm được thiên sụ cắn răng, bài người thúc dục thất tinh thiên sát trận, không gian rung chuyển, lần đỡ phóng về phía Lục thiêu Du. Thất tình thiên sát trận sao? Các người cho rằng có thể làm gì được ta hay sao? Hôm nay vừa vặn, ta sẽ lấy các người khai đao. Ánh mắt của lục thiêu du dần dần trở nên âm trầm, quay miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thành âm vừa dứt, lục thiêu du kéo phất tay một cái. Cả không gian đột nhiên run lên, một cỗ quang mang màu trắng xanh từ trong bi tâm lục thiêu du trực tiếp nhảy ra, giống như mặt trời ban trưa, quang bằng đại thịnh, chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bảy đào của thất sắt giống như xâm xét trực tiếp đánh xuống. Bảy đạo đao mang mang theo uy thế kinh người bổ ra bảy vết nứt không gian đèn kịt. khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn, phá hủy tất cả, phóng tới trước mặt lục tiêu du. Không gian gió nổi mây phun, hư không xuất hiện. Bảy đạo đao mang đánh tới lục tiêu du. Quanh thân của lục tiêu du có quang mang bầu trắng xanh đại thịnh. Tiếng lòng ngầm vàng vọng, bảy đạo đao mang phá hủy hư không, không có cách nào bổ nát quang mang bầu trắng xanh quanh thần lục thiêu dù. Bảy đạo đao mang đánh vào bên ngoài quang mang trắng xanh, chỉ là không có cách nào tiến thêm nửa phần. Chuyện này khiến cho thất sát lập tức biến sắc. Trong quang mang bầu trắng xanh, lập tức có từng thanh âm sắc bén vang vọng, vàng tận bầy xanh. Bên trong có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta trùn chảy từng đạo lưu quang trắng xanh lập tức bao phủ đền trên người lục thiêu du. Thật tình thiền sát trận cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trong quang mang màu trắng xanh, truyền ra thanh âm của lục thiêu du, lập tức có một cỗ khí tức mênh mông tràn ra. Không gian vang vọng tiếng nổ trầm thấp, bảy đạo đao mang của thất sát trực tiếp bị đánh nát thành từng khúc. Thất sát trực tiếp bị đẩy lùi lại, thật tình thiền sát trận thiếu chút nữa bị phá vỡ. Ngày lúc đó, thân ảnh của lục thiêu du Lần nữa xuất hiện, toàn thân được một kiện khải giáp màu trắng xanh bao phủ. Trên kiện khải giáp này có vô số lòng đần màu trắng xanh tạo thành tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liền với nhau, lòng đần trên vai và đầu gối vô cùng dày, lòng đần trước ngực tạo thành đồ án hình rồng, lòng ủy lan tràn, tựa như vật còn sống. Mặt nhìn thấy lục tiêu du, sắc mặt của tất sát đại biến, trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, nhìn thấy lục tiêu du mặc kiện khải giáp kia, khiến cho mấy người bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí thế hùng hãn, uy vũ vô cùng. Lúc ấy kiện khải giáp này rất là quái dị, lòng đần bao phủ khải giáp từ mũ bàn tay tới khuỷu tay, trên hai tay đều có bí văn giống như đoạn kiếm, sau lưng có năm thanh trường kiếm giống như khổng tước xòe đuôi. Trong lúc mơ hồ rùng động, tiếng lòng ngầm vang vọng giống như chỉ cần rút trường kiếm ra khỏi vỏ là có thể phá hủy tất cả cảm nhận khí thế của khải giáp trên người lục tiêu du lúc này hai người mặc kình tiên và âm bình giả dạ xoa đang giao thủ cũng đột nhiên ngừng lại ánh mắt hai người nhìn vào khải giáp trên người lục tiêu du kiện khải giáp này có khí thế hùng mãnh hùng hồn đường cong giống như trời sinh khí tức trùng động lòng người dưới cỗ uy áp kinh người này không gian chung quanh trong lúc vô thanh vô tức vặn vẹo linh khí áo nghĩa đây là áo nghĩa linh khí hai người âm bình dạ xoa và mặc kinh tiên cơ hồ cùng lúc biến sắc mặt, ánh mắt trùng động. Đây là áo nghĩa, linh khí. Linh khí áo nghĩa. Lục tiêu du có linh khí áo nghĩa, còn là linh khí áo nghĩa linh hồn. Thật sắt dùng thất tình thiên sát trận, đạp không và đứng. Giờ phút này, hai mắt nhìn nhau, tràn gặp bối rối không thôi. Linh khí áo nghĩa, một kiện linh khí áo nghĩa, có thể làm cho niết bàn cảnh, thậm chí là tuyên cổ cảnh, cũng phải điều mạng và cướp đoạt. Loại bảo vật như linh khí áo nghĩa này, trong thị hoàng thế giới mà nói tuyệt đối là bảo vật mạnh nhất thần khí áo nghĩa cho dù đối với người có tu vi hóa hồng cảnh trong truyền thuyết cũng là một loại bảo vật lúc này nhìn tới trên người của lục tiêu du không ngờ lại có một kiện thần khí áo nghĩa như vậy trong lòng của thất sát rung động không thể nói nên lời hầm bộ ghen ghét có tham lam có rúng động trọng bảo như vậy mà kình tiên và âm minh giả xoa phía xa cũng phải dừng giao thủ coi như là mặc kình thiên hiện tại hắn cũng không có linh khí áo nghĩa trong tay. Dùng tu vi của hắn hiện tại cũng chưa có cách nào tuyện chế ra được. Thật tình thiền sát trận, bây giờ nhìn xem các người có thể giết được ta hay không. Lục tiêu du đạp không và đứng, khi thanh âm vừa dứt, thân thể tựa như thiểm điện lao thẳng về phía thất sát. Toàn lực ra tay đi. Sắc mặt của thiền du trầm xuống, cắn răng quát, thật tình thiền sát trận run rẩy quang mạng áo nghĩa của bảy người tương liên uy thế tới tận cùng. Bài đạo đang mang lần nữa giống như mạng nhịn rằng khắp nơi, vô cùng huyền ảo, đồng thời bổ về phía lục tiêu du. Lục tiêu du cười lạnh, thủ ấn biến ảo, hai tay đột nhiên vung về phía trước. Trong chốc lát, cả không trung vang vọng tiếng sấm minh, hai thanh trường kiếm trên tay lục tiêu du cùng với năm thanh trường kiếm sau lưng lập tức được rút ra khỏi vỏ. Bị văn trên trường kiếm quanh quẩn, quang mạng đại thịnh trực tiếp phóng về phía thất sát. Cùng lúc ấy, tiếng lòng gầm bỗng nhiên vang vọng bảy thanh trường kiếm quang mang đại thịnh lập tức hóa thành bảy đầu cự long bằng hư ảnh giống như vật còn sống cuồn cuộn lao về phía trước trông rất sống động mang theo lòng uy kinh người bộ dáng dữ tợn uy áp ngút trời lòng uy hàng lâm trong không gian dưới tám đầu cự long bằng hư ảnh cả không gian chấn động không ngừng không gian giống như sắp sụp đổ linh hồn lực mênh mông lan tràn khiến cho linh hồn người ta run sợ dưới uy áp linh hồn mênh mông như vậy mà kinh thiên và âm minh dạ xoa phía xa biến sắc thật sát gần đó thì không cần phải nói cũng biết dưới tiếng lòng gầm uy áp linh hồn mênh mông trên người bảy đầu cự long bằng hư ảnh lan tràn bên trong gợn sóng cũng ẩn chứa năng lượng áo nghĩa linh hồn trong nháy mắt phóng về phía thất sát bảy đầu cự long bằng hư ảnh trực tiếp mở cái miệng rộng phóng về phía trước mặc theo cơn lốc linh hồn mênh mông trực tiếp thôn phệ bảy đạo đao mang bằng áo nghĩa của thất sát uy áp linh hồn ngút trở tràn ngập bảy đầu cự long bằng hư ảnh lập tức hung hăng đánh vào đao mang bằng năng lượng của thất sát công kích của bảy đầu cự long bằng hư ảnh chính là công kích linh hồn thuần túy đối với những người khác mà nói nó khó có thể chống lại bảy đầu cự long bằng hư ảnh đánh xuống quang mang hình đao quanh thân thất sát trực tiếp bị phá hủy thật tình thiền sát trận do thất sát bố trí cũng lập tức nứt vỡ trong miệng của thất sát phun ra máu tươi sắc mặt lập tức trắng bệch như trò tàn thân thể bảy người trực tiếp từ trên không trung rời xuống máu tươi rời vãi thế thảm vô cùng trực tiếp bị bảy đầu cự long bằng hư ảnh đánh cho bị trọng thương bảy đầu cự long bằng hư ảnh một lần nữa hóa thành bảy thanh đào bảo kiếm toàn thân tràn ngập bí văn mang theo lòng ủy sắc bén hùng mãnh trực tiếp tập trung vào bảy người khí tức sắc bén tới cực điểm khiến cho không gian chung quanh xuất hiện khen đất đèn kịt lúc bây giờ thân ảnh của lục Tiêu du lập tức lướt đi thúc giục long hồn kiếm giáp tốc độ lần nữa nhanh hơn gấp mấy lần dừng tay mặt tên lục Tiêu du lao thẳng tới thất sát âm bình dạ xoa biến sắc đột nhiên lao thẳng về phía lục Tiêu du âm bình dạ xoa con ta ở đây người còn muốn đi đâu mà kình tiên mở miệng nói cánh tay khẽ phất áo nghĩa không gian lập tức tràn ra không trùng chấn động một cỗ năng lượng áo nghĩa trực tiếp trói buộc âm bình giả dạ xoa trong không gian. Âm bình giả dạ xoa cũng không phải là kẻ yếu, nàng có được áo nghĩa chi nguyên của mình. Áo nghĩa chi nguyên của âm minh toàn thân phóng ra, giống như dốc dứt liều mạng vì thất sát vậy, không ngờ lại thoát khỏi sự trói buộc trong không gian của mạc kinh thiên. Chỉ là trói chân của nàng trong chốc lát đủ khiến cho lục tiêu du làm được rất nhiều việc. Lục tiêu du mặc cho long hồn kiếm giáp ở trên người, thân thể lần nữa xuất hiện ở tầng trời thấp, tay trực tiếp cấm chế thiên su đang bị trọng thương và diêu quang bị thương tới tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Bảy thanh kiếm vòng qua vòng lại rồi trở vào bao, lần nữa trở lại trong lòng hồn kiếm giáp của lục thiêu du. Thân ảnh của âm bình dạ xoa nhanh chóng xuất hiện bên người thiên tuyển, dường như trong thất sát, nàng quan tâm tới lão dị thiên tuyển nhất. Đại ca, lão thất, thiên tuyển, thiên quyền, thiên kỳ, ngũ giác còn lại thân thể tràn ngập máu tươi vẻ mặt uể oải chật vật bò lên từ mặt đất lúc này sắc mặt của năm người đã vô cùng khó coi bảy huynh đệ chúng ta thua rồi lục thiêu du chúng ta cho người mời thành mau thả đại ca và thất đệ chúng ta ra thân thể mập mạp của tiên tuyền lúc này nhìn như bị rơi xuống đất bây giờ đau nhất quen miệng vẫn còn đang có máu tươi rỉ ra nực cười vừa rồi còn muốn giết ta hiện tại định cho ta mời thành là xong sao chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ nói chuyện như vậy sao? Trong mắt của lục tiêu du, hàn mang bắn ra, quay miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cúi đầu nhìn thiên du nói. Vì sao phải giết ta? Rốt cuộc là ai sai kiến các ngươi? Thiên du nhìn lục tiêu du, khí tức suy yếu, ánh mắt ảm đạm không nói. Lục trưởng môn, người thắng rồi, người cũng đừng hỏi ta là ai muốn giết ngươi. Người nọ bảy huynh để chúng ta không thể trêu vào, cả thất sát môn giao cho ngươi thả bảy huynh đệ chúng ta ra được không? Ta cầu xin ngươi, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, còn người kia là ai? Bản thân của ta thật sự không thể nói. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.